Đây. Đây làm con ngựa này trước cho anh em xem nha. Nó bị chất ạ. Đó, em thấy chất không? Còn mặc cái quần vô nhìn kỳ quá ha. Đấy. Chất chơi là người rơi luôn. Đập cho nên nó sáng sủa rồi. Tối sủa rồi. Đấy. Ngựa nha. Rồi. Đúng. Con này cũng cỡ nha. Đấy. Con này gọi là con sói hay sao ạ? Ồ, nó đang bị đơ chân. Rồi đấy con này. Ôi, vãi đấy. Ghê chưa, ghê chưa. Đó, anh em thấy ghê chưa, sư tử nha anh em ơi. Đấy, chó sơn lâm. Rồi, đấy con này. Đồ, sư tử bạch tạng. Đấy, chất chưa. Khá là chất nha anh em ơi. Rồi, còn đấy con sư tử này chắc mà. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video giới thiệu đến anh em một con game nó đang alpha test và nó chuẩn bị open chính thức nha. Thì bản này bản non reset cho nên nó lạ lạ cho nên mình làm video giới thiệu cho anh em xem. Thì bản này là season là 6.15 nhưng mà đồ là đồ custom từ season 10 đến season 15 nha anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ vào mình test thử cho anh em xem. Đây, giả tạo DK đi. Đó, mới vào là anh em đang có level 1 thôi. Cho nên anh em phải thoát ra vào lại để được level 400 để có thể mặc đồ. Đấy, rồi được level 400 rồi nha. Rồi bây giờ là sẽ bay Volozencia. Thì bản này nó có cái hệ thống mà nâng đồ du anh em ơi, từ cấp 1 đến cấp 5. Thì đây đây là cái đồ shop đồ nó bán này để anh em có thể nâng cấp lên. Đây. Và cái điểm đó thì điểm để mua cái set đồ đó thì mới vào test là anh em có được hỗ trợ 1 triệu. Đây. Trên này là nó bán các loại pet nha anh em ơi. Đây. Đó, đủ thứ các loại pet và nó có hệ thống là nâng xoay ngựa gót đây anh em ơi. Xoay ngựa gót là cái ngựa mà có mấy bản mình có làm thử rồi đó. Test thử cho anh em xem rồi đấy. Thì đây để mình cộng điểm cái đó thì mấy cái đồ này anh em không xài là anh em đánh lại xóa đồ nha. Đó, xóa đồ là nó sẽ xóa hết cái đồ trong dương nha anh em. Rồi đến lại cộng điểm điểm là sẽ đánh giống như mấy cái bản bình thường thôi. Tạm tạm là để đây học skill thôi. Đó thì làm nhiệm vụ là anh em đánh lệnh làm nhiệm vụ là đánh trang nghe nha. Đó, trang nghe nhưng mà chỉ đánh được một lần thôi nha anh em ơi. Đây là làm nhiệm vụ cấp 2 thôi, còn nhiệm vụ cấp 3 master á, là anh em phải tự đi làm nha. Đó, tự đi làm. Rồi để mua học skill học nha. Rồi. Xong rồi học như xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm set đồ cho nó. Thì anh em có thể nâng cấp cái set đồ kia lên nhưng mà nâng cấp set đồ kia lên thì hơi lâu cho nên mình sẽ đây test cái boss này cho anh em xem. Đấy, này là nó ra ba cái đồ excellent. Đồ excellent nha anh em ơi. Rồi, có cái này cũng vậy. Đây shop này là nó bán đồ có các class luôn. Cái này là của DK này rồi có
sâu này, cái ép này, tôm này, rồi có giờ ép này, đấy, DL. Thế mình nhờ về E0 shop mà nó bán cả nguyên liệu á. Đây thì ở đây là nó đang bán cái đồ đầu du này, anh em mua để anh em nâng cấp. Đây nguyên liệu này, đây là bán này nữa đấy, thì phải nâng cấp nó lên. Bây giờ mình phải đi làm nhiệm vụ cho nó và đi ép cho nó cái win, phải cho nó cái win. Làm nhiệm vụ thì giống như mấy bán kia thôi, và bây giờ đi ép win trước đã. Em chẳng may lên mà muốn đổi trở lại. Đấy. Rồi sẽ mua mấy cục ngọc. Rồi đầy đủ rồi phải không? Đồ này là phải cộng à. Áo cho liền, ôi mỗi cái này đập rất lẹ. Áo thật. Đó, đập một phát lên 15 rồi. Rồi về đây test thử, ui đứng đây đông thế. Đây là một chào rồi rồi thế lại 60%. Bên không mua cái kia thì đập phát đầu tiên xem lên không. Anh em mua cái ngọc này đập lên là một phát là lên 15 luôn nha anh em ơi. Rồi chơi luôn đi, ném cái đầu tiên trước luôn này. Ui không ổn, không ổn, về làm lại. Mua lấy mấy cái. À, có sẵn mà. Rồi, để làm tiếp lần nữa anh em ơi. Làm tiếp một lần nữa nha. Chào một tí này nè. Rồi ôi ta quyền năng đập đỡ đi, đập đỡ lên cộng 15 thì nó sáng sủa phải không. Đấy các cái ngọc trong này anh em đập lập lên full hết nha anh em ơi. Đó lên 15 là thấy chết rồi đó. Chứ về làm bộ về đập cái này mà không lên đó thì mình đi sẽ đi cắt quyền năng dưới mặt trước. Đây này anh em nâng cấp cái đồ này, nâng cấp lên nha. Rồi 60% tiếp. Ôi ném kìa, thấy nó ném á. Chơi ui khó thế. Ngon ngon. Anh em thấy đồ đẹp không? Mà mình làm xét quyền năng trước đã, mình đi làm nhiệm vụ cho nó xong rồi cái tính mới xét đồ kia. Ôi đang còn bộ nó mà sao chứ quay về đây trời. Sẵn bộ trong người đập thêm một bộ nữa không được rồi mới quay về. Áo thịt. Rồi tiếp tục này, chơi luôn này. Rồi 60% phải không, ném cái đầu tiên trắng luôn, không cần phải chờ, không cần phải chờ. Ui không ổn anh em ơi, không ổn, không ổn, không ổn. Thôi đi về đi kiếm đồ đi, làm nhiệm vụ xong rồi tích. Có ai chán rồi mình xin lại. Đây có cái này là anh em ném ra là đồ đồ 380 và sau là sẽ thay đồ kia để mình làm nhiệm vụ làm đồ xong rồi mình sẽ làm
Đầu kia ôi ra đầu DL không vậy? Đâu? Đâu? Ôi. Ôi. Đại đầu kia phải làm nhiệm vụ ấy mới mặc được. Mình làm đầu này trước. Cái này chứ. Ôi. MG. Làm chết 380 có DK. Ôi. Cái cọc này anh em dân đập cái là lên rồi. Lên nó cộng 15. Nếu anh em cần cái gì thì anh em đập đập thêm mà chưa full dòng thì anh em đập chưa full. Ôi, được coi thế. Thì bán test lại anh em vào, anh em có thể test thử mấy cái loại đồ kia luôn. Cấp, à gì đây, đó đây. Hắc yếu. Dòng đen cung thay bình kim băng thần ma. Ôi trời dương đây nó đây có cái. Ôi nhầm bà mẹ nó tiếng dễ bị nhầm quá, cái màu nó dễ bị nhầm quá. Đồng xanh. Ôi tập cái này biết khi nào mới đủ anh em ơi. Tập lên cộng 15 đi làm nhiệm vụ cho nó dễ. Thì nó đang còn test mà. Xong rồi mình đi làm cái set đồ kia. Để vô đây. Nhiều khi có thì mình sẽ đáng cho nó lên 15 luôn đi. Có mặc set này nhìn cho đẹp cũng được. Ông cắm cả mặt kia thì nhìn cho nó chất. Ôi giời thần long. Ôi hai cái nó thần long này. Khi nào cầm là mẹ thần long đi. Thần long huyền thoại đi. Rồi hai down. Món nào ra đập full trước là mặc món đó. Chơi chiến thuật vậy chứ không có là chờ một set không là biết khi nào. Mở bot đã nhỏ rồi vô đây đi mở bot này nữa này. Biết khi nào mới full. Để mình coi cái thống nâng nâng vest nâng thú này kia cho anh em xem. Nâng xoay ngựa anh em ơi. Lúc nào mình test thử cho anh em xem cái ngựa với lại xoay cái set đồ rô cái lên. Hồi sao ném hỏi không ra vậy? Ôi khoai nhờ. Đồ khoai mà cái này cũng khoai. Keo đấy chứ. Đấy. Ôi lại hạt điếu. Đây ôi. Ồ lại có rồi. Mới được mấy món à. Cách nào phun trước đây. Đập một cái ngọc qua là phun mà. Đấy. Ồ, kim dòng điện thoại này.
Ôi đập đứt cái nào. À trên này pet cái này á. Anh em có thể đây này. Đây ngựa đây. Anh em có thể mua thứ này. Rồi con này là có thể cưới nha. Đây là mấy con có thể cưới. Còn mấy con này là anh em để mua súng cho anh em thử. Mấy con này thì mình cũng chưa có test. Con khổ này, này. Rồi các loại kia là chỉ có đi theo thôi. Có hai con là cưới được. Đây để làm con ngựa này trước cho anh em xem nha. Nó bị chất đó. Đó, em thấy chất không? Ôi mặc cái quần vô nhìn kỳ quá ha. Đấy. Chất chơi là người rơi luôn. Đập cho nên nó sáng sủa rồi. Tối sủa rồi. Đấy. Ngựa nha. Rồi, đúng. Con này cũng cởi nha. Đấy. Con này gọi là con sói sao ạ? Ồ, nó đang bị đơ chân. Rồi đấy con này. Ôi vãi đấy. Ghê chưa, ghê chưa. Đó anh em thấy ghê chưa. Sư tử nha anh em ơi. Đấy. Chó săn lâm. Rồi đấy con này. Ồ sư tử bạch tạng. Đấy. Chất chưa. Khá là chất nha anh em ơi. Rồi còn mấy con sư tử này chắc màu đỏ hả. Ồ chất 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 chất. Có chất nha anh em ơi. Có chất có chất. Đây là mấy con cưỡi được. Để lấy xuống xuống coi. Đây là chỉ có nhiêu đây con thôi. Mấy con này á là anh em phải nâng cấp lên này. À, mấy con này là anh em chỉ có đi theo thôi. Chỉ có đi theo mình thôi. Đầy đủ loại pet nha anh em ơi. Thôi để mình bây giờ mình sẽ đi làm đồ cho nó. Rồi mình nghiên cứu cái đồ vô kia mình nâng cấp lên cho anh em xem. Mình ném cho nó full cho mấy set đã. Khá là chất á. Cái pet cưới đấy khá là chất. Làm set có xem nào full trước là mình sẽ mặc cái đó trước là nhiệm vụ. Ôi có nhỏ mà đi 5 đồ nó ném boss này thua rồi. Làm cho full bộ quyền năng đi cũng được. Ôi đây long rồi 3 món thần long rồi. Món thần long 3 món quyền năng, 2 món quyền năng. Nào phun trước là anh sẽ chọn dụng với nó. Hắc điếu. Rồi lại quần nữa. Ôi ném kiểu này biết khi nào. Có thế nhỉ. Rồi để mình phải nâng cứu lại làm lại anh em ơi. Thì bây giờ cái hệ thống mà nâng cái đồ này á làm một cái video để nâng cho anh em xem. Còn nâng đi làm nhiệm vụ đó với đeo win mua win xoay win rồi mới lấy được nhiệm vụ đầu tiên thì anh em có thể làm ở đây có thể mua ở đây sau một win nó đào tạo đây rồi. Em có thấy ra đây làm nhiệm vụ đi đã. Đấy, bắt chứ có chuyện gì. Em muốn làm nhiệm vụ, ok, rồi đó. Rồi, nhiệm vụ này là đánh mấy con 20 này. Đấy. Trên ba rách. Em lên ba rách này. Rồi, đi vào trong nha. Rồi, bây giờ mình làm nhiệm vụ cái. Giờ có gì mình sẽ đi test các loại đồ cho anh em xem. Cái bán này bán non reset mà. Mấy hôm nay đang giới thiệu cái bản mà có gì xét. Hôm nay mình ôi cởi con sư tử thì chắc chơi người chơi chưa. Đấy. Thì mình sẽ làm cái bản con reset này cho anh em xem. Thôi video tạm thời mình kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Link tải game mình để dưới phần mô tả video. Anh em nào thích thì tải về test thử nha. Bye bye.